Xin chào quý vị và các bạn. Đêm qua và sáng nay, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An cho tới Quảng Trị tới Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa to, một số nơi có mưa trên 70mm. Riêng tại Thạch Kiệt, Phú Thọ, La O của Gia Lai và La Tơi, Kon Tum thì đã có lượng mưa trên 100mm. Trong hôm nay, do vùng hội tụ gió suy yếu nên mưa sẽ suy giảm nhanh ở miền Bắc, chỉ còn xuất hiện cục bộ tại các tỉnh vùng núi vào đêm và sáng. Nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng là 31 cho tới 34 độ. Thời tiết nói chung khá thuận lợi cho giao thông cũng như các hoạt động thường nhật của người dân trong ngày nghỉ cuối tuần. Trái lại với khu vực từ Thừa Thiên Huế cho tới Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ thì mưa dông vẫn còn duy trì. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Mưa tại những khu vực này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trở lại với thời tiết tại các thành phố lớn, thủ đô Hà Nội tuy trưa chiều nay nhiều mây xen giữa những khoảng nắng gián đoạn, nhiệt độ trưa chiều vào khoảng là 33 độ. Thời tiết mang đặc trưng của mùa thu Hà Nội với ngày có nắng vàng hanh hao và mát mẻ về tối và đêm. Thấp nhất đêm nay ở vào khoảng là 25 độ. Thành phố biển Đà Nẵng trưa chiều nay trời nắng nhẹ với mức nhiệt độ cao nhất là 32-33 độ. Thời tiết ban ngày khá tạnh ráo, thuận lợi cho các hoạt động du lịch của quý vị. Tuy nhiên, từ chiều trở đi thì mưa dông lại có thể xuất hiện. Quý vị nên mang theo các vật dụng che mưa bên mình hoặc là sắp xếp lịch trình vui chơi cho phù hợp. Tối và đêm nay trời mát, nhiệt độ hạ về còn 26 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, trưa chiều nay thì trời nhiều mây, có lúc hửng nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất là 32 độ. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, mưa có khả năng xuất hiện từ chiều. Thấp nhất đêm nay nhiệt độ hạ về còn 25-26 độ, thời tiết vô cùng mát mẻ. Tiếp lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ cho các thành phố trong chiều và tối nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Thank you.